Sáng ngày 5 tháng 9, ngày mở đầu năm học mới, quận đoàn Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh đến thăm và tặng quà cho các học sinh khó khăn trên địa bàn. Tham dự có các đồng chí Tăng Hữu Phong, tổng biên tập báo Sài Gòn Giải Phóng, Trần Thu Hà, phó bí thư thành đoàn, chủ tịch hội đồng đội thành phố Hồ Chí Minh, Nguyễn Đông Tùng, phó bí thư quận ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận. Đây là hoạt động mở đầu chương trình trao gửi yêu thương cùng em đến trường do Ban Thường vụ Quận đoàn Phú Nhuận phối hợp với Công ty Cổ phần Phát hành sách Thành phố Hồ Chí Minh Fahasa tổ chức nhằm chăm lo cho các em học sinh trong năm học 2021-2022. Chương trình có sự tham gia tài trợ của báo Sài Gòn Giải Phóng. Nhận phần quà gồm một bộ sách giáo khoa, 10 cuốn vở và một máy tính bảng Galaxy Tab A. Em Huỳnh Thị Diễm Châu, học sinh lớp 3, trường tiểu học Chí Linh vui mừng và hứa sẽ cố gắng học thật giỏi. Chương trình dự kiến tặng 400 bộ sách giáo khoa, 4.000 cuốn tập trắng, hơn 100 máy tính bảng cho học sinh khó khăn ở quận Phú Nhuận. Dịp này, Hội đồng đội Thành phố Hồ Chí Minh cũng trao tặng các em suất học bổng Nụ Cười Hồng trị giá 1 triệu đồng và một phần quà.